Thuận ơi, xin chào tất cả mọi người nha. Thuận chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Thì ở đây có 83 phần quà nha mọi người. Được cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi tiền về, nhờ Thuận gồm đi mua 83 phần quà này phát cho bà con gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ. Đây là 83 bao gạo, một cây 10. Đây dự bao là 83. Còn bên đây là mì thập cẩm luôn nha mọi người. Cái này là lỗi sơ sức. Bao nhiêu thùng? 83 thùng. Vậy cộng mì gai thì nó 84 luôn. Phát bà ai lấy quỷ lấy. Thuận gồm mua đặt là mì Coco Mi. Nhưng mà hồi chiều tối hôm qua thì xe tải chở vô, người ta chở vô là đưa nguyên cái thập cẩm đi luôn nè. Người ta nói thì nó hết hàng rồi, lấy đỡ này. Thì Thuận thấy vậy thôi, cũng chiều tối rồi Thuận lấy hết luôn. Còn Thuận đã cũng nói với lại chủ cửa hàng rồi, thì đợt sau là phải đem một lỗi thôi cho dễ phát. Còn đợt này thì mọi người thông cảm với Thuận nha. Người ta đem vô tới đây cũng tối cực rồi, mình gửi lại người ta cũng kỳ, cũng xa. Thôi lỡ lần này thì mình lấy hết luôn. Còn gì nữa ta? Còn đây. Hay cả. Trong đây thì có dầu ăn, nước tương, nước mắm, đường, bột ngọt. Mọi người mà có ăn bột ngọt, mọi người mua bột ngọt, mọi người nhớ cẩn thận nha. Mình chịu khó mình bỏ thêm vài ngàn nữa mình ăn bịch bột ngọt cho nó đỡ đứt ruột cho mọi người. Tại vì cái bịch bột ngọt thì nó có hai loại, mã đồ, ký hiệu đồ này kia, số khối lượng tịnh đồ y chang nhau, nhưng nó chỉ khác cái viền ở trên này nha mọi người. Cái viền ở trên này á, cái bịch mình nằm bên tay phải á, thì nó bấm rất là nhanh. Bịch đó thì nó rẻ hơn cái bịch này tới 7.000 nha mọi người. Hai bịch giống y chang nhau, không khác cái gì, chỉ khác đúng cái viền ở trên, mà giá cả thì chênh lệch 7.000 nha mọi người. Nên mình bỏ thêm 7.000 nữa mình ăn cho nó chắc ruột, có đứt ruột mọi người. Chắc ruột à. Chắc ruột. Còn bây giờ thì Thượng Gòm đang đợi bà con tới đông đủ rồi, đem Thượng Gòm và gia đình Thượng Gòm phát cho bà con nha mọi người. Thì bà con cũng tới gần đông đủ nha mọi người. Bây giờ gia đình Thượng Gòm sẽ phát quà cho bà con nha. Trước tiên thì cho Thượng gọi là cảm ơn đến tất cả mọi người, cảm ơn các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho bà con đang gặp khó khăn ở quê Thượng. Thì những cái video thiện nguyện như thế này thì Thượng Gòm sẽ đăng bên kênh Thượng Gòm TV nha mọi người. Còn kênh Thượng Gòm Vlog thì Thượng sẽ đăng những cái video cho anh hài hước gửi tới cho tất cả mọi người xem sau những giờ làm việc mệt mỏi nha. Gạo sao mình kinh ra cho kinh giùm nha. Bữa nay bà con thông cảm nha, hôm qua cái ông xe tải kia ông vô giao mì mà ông giao ba lượng mì luôn. Con này lấy con đây. Con rồi. Con trả lại người ta. Đây nè ba. Dạ ca em phụ cho ra đi. Đây cái này em phụ. Ô, chú bé mạnh nha. Tiền sao không đưa cho con? Cái này kinh thẳng không phải? Để mấy kia kinh thẳng không phải? Kinh đi thẳng luôn không phải? Phụ bé rồi đây. Rồi, đây là cô Tài kinh hỏi cho bà đây. Ở đâu? Bà chỉ còn cầm 50k thôi. Bữa nay có sẵn cơ duyên có ông anh không tặng. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn. Đi được. Rồi. Đúng chú. Không nổi thì mình chơi chìm. Hai phiếu. Rồi, gì này chứ được. Dạ, ủa vậy vậy. Hai phiếu hả? Rồi, phụ chạy giúp lên, chạy giúp lên. Anh mày em. Chạy giúp. Không nổi thì tự dính. Rồi đi. Tiền này quay tặng cho. Một phiếu. Hai phiếu không? Đây nè. Đây nè. Nổi không gì? Còn một phiếu thôi. Một phiếu à, có một ông mình thôi. Không sao, không nổi thì nó ưng dở dở. Nổi luôn hả? Ừ. Rồi. 50k nữa mà sao? 50k nữa sao? Đây là 50 vậy, 50 nè. Trời ơi. Kính giờ mai, đây hả? Cảm ơn các bạn. Dạ. Đây, cảm ơn các bạn. Đây luôn.
50k đó chị. Rồi, cảm ơn chị. Nói luôn. Nói luôn. Đây, bỏ nguyên trước. Bỏ nguyên trước. Rồi, ok. Nhận tiền mới được vậy. Đây, đây. Nói luôn. Cái này là anh phải đi dùng 5 người. Dạ. Chỉ anh với 5 người nữa. Dạ. Đi dùng 5 người. 2 phiếu. Rồi, để em... 2 phiếu rồi. Rồi, em đi. Đi. Cái này sâu. 2 phiếu nữa rồi. Rồi đây nè chú. Rồi xin phụ. Xin phụ chỗ này nè. Rồi, lên. Hay là cậu Tài vô luôn nè. Cậu Tài thẳng luôn. Rồi. Béo nữa, béo nữa. Rồi, ba phiếu ba gạo. Xin ra lâu gạo thôi. Đây, nha. Ba thùng ơi. Ba thùng hả? Rồi, xách ba mày thấy hả? Ba phiếu, nhận cho người ta. Rồi, ba phiếu. Cái này là... béo nữa, béo nữa. Béo nữa, béo nữa. Rồi, nhận 50 ngàn mình được gì? Gì đó? Nói em chị. Cung bi hả? Dạ. Em dặn cái này. Đây bà ơi, em vô bà luôn. Đó bà em nhận luôn, cứ về tội người ta. Ôi chúng ta, bỏ xuống. Bỏ người kinh nghe chị, không sao. Ai sẽ chùm bà. Rồi xin. Ai tin bà có hải ca. Có hải ca luôn. Rồi bà. Đây bà nữa, rồi có con luôn. Bốn phiếu thôi, nói. Bốn phiếu. Có người rồi, ai dán cái thủ gì? Bốn phiếu hả? Bốn phiếu. Bỏ túi luôn. Gì hết này đi, là 1, 2, 3, 4 thùng gạo rồi. Cái này mới 2 à. 3, 4. Mì thì 3 thùng nữa đúng. Rồi, ok đi. Mày 4 phiếu hả? Mày phiếu. 2, 3, 4 phiếu hả? Vậy thiếu. Phải không? Từ từ thôi, tôi giữ đây. Đúng rồi. Ok, 4 phiếu nè. Ok, công tôi đâu giờ đứng ra. Chết rồi, đưa 6 tờ rồi. Đã có 4 tờ rồi. Thùng mì con. Tại cửa hàng kia đem. Chị không cần nhận 50, em nhận được. Trả lại cho người ta khổ thiệt. Đợt sau dành cho nó chủ. Ai trả lại 4 phiếu hả? Mấy ca. Mấy phiếu. Mấy người này là tại vì người ta già, không có đi được. Dạ, con hiểu. Con có tới nhà rồi bà, con biết bà rồi. Con thùng mì. Không sao hết trơn á. Mình lãnh giờ cũng sao hết trơn. Rồi, bốn phần này cho ơi, âm dưỡng tươi sách theo mà. Nè, cái này trước đi 4 phiếu thì xin cho sao? Em 4 phiếu cầm tiền cho. 4 phiếu nè. Bốn phiếu đó con. Cái nào khi nào không nổi nói em nha Lương. 4 phiếu được. 4 phiếu. Rồi, 1 phiếu. 1 phiếu mà. Ơi. Nổi không chị? Thì gì ta để trên đó bị dễ trước, nó gạo để lên nó không có. Dạ 1 phiếu chân. Nổi không bà? Nổi hả? Không nổi nói con nha. Con có loại quân shipper hùng hậu đó. Thôi ổn, đi vậy chứ thích phục. Đừng gán nè. Mì. Ê có thằng ở đuôi con thằng lằn luôn nè. Hỗ trợ thằng này cái. Con cái tay nó gãy, hỗ trợ nó ra lộ vô chợ. Ai sức khỏe không tốt, kinh không được thì đừng cám nha. Để mấy anh em con kinh phụ cho. Mấy này có hiểu không? Nó là hả? Nó dư nóng vậy? Dư quá trời, chắc cái này sao giờ không bác? Phải là dư mà là người ta chưa tới. Bây giờ bà con tới mình phát cho bà con về còn làm công chuyện nhà nữa. Tới nghiệp bà con người ta còn đi làm công chuyện kiếm tiền nữa. Cái này mấy phiếu nè, 4 phiếu nè. Phải cho những người đi không được đó. Dạ rồi, ok. Đây cái này 4 cái nè. Anh thấy nhận mấy phiếu à? 1 phiếu. Anh em hả? Nè, cái con này 4 phiếu. Cầm mấy phiếu chưa thét rồi, đem phát 4 phiếu. 4 phiếu hả? Qua mấy phiếu? 1 phiếu gì cầm mà nhưng mà chưa đưa. 1 phiếu đấy chứ đi. 1 phiếu rồi, anh phiếu đây. Cô 4 phiếu hả? Dạ. Mời Hoàng nè. Dạ con. Dạ. Cô 4 phiếu hả? Dạ, cảm ơn bác nha, bác em nữa hả? Dạ. Cô đi làm được. Rồi rồi, ai? Chú Lục, cái kinh hai cái được không? Đây
Đây anh đi nhận giùm bà. Đây 5 triệu nữa. Dạ dạ. Có đậu xăng. Còn ta? Còn nhưng mà chưa tới. Thôi anh em mình giải giải lao 3 ngày đi phát tiếp. Em nêu đơn. Cái này là lá. Đây, lá rách, lá rách, lá nát. Bà con chở lá nát. Bởi mới lá nát, lụm lá gì? Ta tới. Kia lên đây nè phạt phạt. Rồi để lên, để hết luôn. Bưng 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 em mở lên rồi nữa. Có thùng mì lên trước. Năm ơi, cho em 50 năm ơi. Cho em 50 ta. Rồi, chúc chị sức khỏe dạ. Cảm ơn chị dạ. Rồi chị, bưng gạo, bưng đồ. Rồi bây giờ mình còn lay cay, lay cay. Bây giờ thì còn lại 8 phần quà nha mọi người. Đây là những phần quà của những người già neo đơn, không có người để lấy, không có người tới lấy giùm được. Thì giờ Tem Thường Gồm sẽ dùng xe máy chở tới nhà cho mọi người. Những cái video thiện nguyện thế này thì Thuận sẽ đăng bên kênh Thuận Gồm TV bên YouTube mọi người. Có xem thì mọi người vào kênh YouTube gõ Thuận Gồm TV sẽ ra cho mọi người. Hiện tại giờ thì Thuận vẫn còn giữ một số tiền của các nhà hảo tâm mạnh thường quân cho mọi người. Thì Thuận sẽ sắp xếp thời gian đi tìm những hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ thì Thuận sẽ phát vào đợt sau cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thuận chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha.